Bác ấy có làm cái gì là cũng vì cái nhà này. Không ngờ đấy, tưởng một mình lão Sang không hiểu chuyện, hóa ra đến vợ mình cũng thế luôn. Sao lâu thế nhỉ? Thì anh chờ tí xem thủ tục thế nào. Đánh người ta như thế cơ mà. Em không sốt ruột à? Ai chả sốt ruột. Anh cứ cuống hết cả lên thế giải quyết vấn đề gì. Em hỏi thăm rồi, lão Sang chỉ bị rách trán, chảy máu một tí thôi. Thế còn bác Chí nhà mình, có khi lập biên bản xong người ta cho bác ấy về ấy. Anh gọi điện cho lão rồi, lão quyết liệt lắm. Lão ấy bảo ấy, mang giấy chứng thương ra công an. Nếu mà công an không giải quyết đến nơi đến chốn ấy, lão kiện ra tòa luôn đấy. Cho lão kiện luôn, cứ làm như lão vô can không bằng. Vừa mượn nước ngoài về đã bị nhốt lên phường rồi. Không may ấy, mà lại đi tù ấy, thì có mà khốn nạn luôn ấy. Anh cứ nói cái gì nhỉ? Đây là phường, người ta đưa về đây để giải quyết sự việc. Chứ tù cái gì mà tù. Không giải quyết được thì chả đi tù à. Anh khổ. Mà cũng tại em ý. Đã bảo rồi đừng có dây với nhà cái lão đấy. Lại còn nói ra nói vào nữa, làm bác Chí bác cái nóng lên, hỏng hết cả việc. Thế tại em được chưa? Nhưng mà em không muốn đàn ông các anh giải quyết bằng cái việc đấy. Động tí là dậm chân dậm tay. Bây giờ gây chuyện rồi, anh vào giải quyết đi. Bác ấy có làm cái gì là cũng vì cái nhà này. Không ngờ đấy, tưởng một mình lão Sang không hiểu chuyện, hóa ra đến vợ mình cũng thế luôn. Giờ giải quyết với cái lão ấy bình thường không được đâu. Em nghĩ chỉ còn cách là đóng tiền lệ phí cho lão. Thì xong rồi đấm tí tiền tương tương một tí, may ra có khi cái lão chấp nhận hòa giải. Ờ, hay là thế nhỉ? Hay là vợ chồng mình? Vợ chồng mình làm gì có tiền? Bác Chí thiếu gì tiền? Anh bảo bác lo đi. Bác ra kìa anh. Anh khổ quá cơ, hai cái đứa này. Anh làm sao không? Hả? Làm sao? Nhưng mà có bị làm sao không? Bảo đảm bảo không sao rồi. Nhưng mà sao anh đánh người ta làm gì? Đâu có đánh đâu. Thế làm sao mà lại lên đây? Thôi đi về đã, nói chuyện sau. Ký vào bản tường trình rồi anh có thể về. Tuy nhiên trong thời gian chờ kết quả giám định thương tích của anh Sang, anh không nên đi đâu xa và thường xuyên giữ máy. Để tránh sự việc trở nên nghiêm trọng, tốt hơn hết anh nên chủ động liên hệ hòa giải với phía anh Sang.